Mình là câu lạc bộ gì ta? Đội nhóm của tụi em nè. 2 3 Ủa dạ, toàn là trai xinh gái đẹp không vậy ta? Nhưng mà sẽ có hai người xinh gái nha. Hợp với lưới có còn thấy cái gì nữa không? Anh em, Cho cô đến quán lần thứ mấy rồi? Dạ, thứ mấy lần thứ nhất. Cái giá nước nó rất là tốt với bạn sinh viên. Chi phí mà kiểu mượn phòng á thì là cô cho free. Rất là tiết kiệm cho các bạn sinh viên ở đây. Dạ, tại mình đi đông quá mà. Thấy không đây nè, đi đông như vậy đây đâu có cái lý do gì mà để tính tiền phòng của các bạn đúng không? Trời ơi, thấy bà chủ sao con? Cô thân thể, dễ thương. Ây rồi, cô cảm ơn. Dễ đẹp lão đúng không mấy đó? Ôi đẹp lão, trời ơi, trời ơi, trời ơi. Cô mừng quá, chắc chứ cô phải khuyến mãi gì quá. Nói đùa chứ phòng ẩm sao con? Dạ, phòng thì con thấy có đầy đủ những cái vật dụng mà để học nhóm cần thiết. Dạ. Bạn TV. Là mát nữa. Ok, dạ, cảm ơn con. Nhưng mà vấn đề nước ngon không? Ổn không? Nước chạy ngon. Ngon, đứa nào nói ngon vô tay cho con kiểm tra nha. Cái ly nước của bạn uống là cô biết. Đâu. Dạ. Ôi. Nhưng mà mấy bạn có biết là trước 10 giờ là cô bán đồng giá 15.000, mấy bạn có biết chuyện đó không? Mỗi ngày luôn. Để coi cái bản trước, trời ơi, đưa mặt coi xinh thế. Cô cảm ơn mấy đứa ha. Mấy mốt mấy đứa ghé ủng hộ cô nữa nha. Anh cả nè. Mấy bạn, mấy ba khán giả của cô đi. Ôi, nhưng mà mình chưa có giới thiệu mình là câu lạc bộ gì ta? Đội nhóm gì? Mấy đứa, cô ơi nè. 2 3 I think so.